Sau đây xin mời bà con mình nghe bài viết của tác giả Cao Văn Tròn, Mặt trận Cai Lậy, Cái Bè. Theo kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Chỉ huy Biệt động quân, thì những đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt và biệt động quân biên phòng sẽ sáp nhập vào binh chủng mũ nâu biệt động quân để trở thành những đơn vị tiếp ứng và phối hợp như sau. Vùng 1 chiến thuật có 4 liên đoàn 11, 12, 14 và 15. Vùng 2 chiến thuật có 5 liên đoàn 21, 22, 23, 24 và 25. Vùng 3 chiến thuật có 3 liên đoàn 31, 32 và 33. Vùng 3 có thêm 3 liên đoàn tổng trừ bị 46 và 7 đóng tại căn cứ Long Bình, Biên Hòa. Vùng 4 chiến thuật không có biệt động quân. 3 liên đoàn biệt động quân 46 và 7 có nhiệm vụ hành quân giống như hai đơn vị tổng trừ bị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là nhảy dù và thủy quân lục chiến. Sau Hiệp định Paris ký kết, vì tình hình chiến sự thay đổi, 26 bạn thuộc khóa 25 đang học Anh văn tại thủ đô Sài Gòn để chuẩn bị du học Hoa Kỳ, buộc phải ra đơn vị tác chiến. Trong số này có 6 bạn chọn qua binh chủng biệt động quân và được chia đều cho 3 liên đoàn tổng trừ bị 46 và 7. Tôi và một bạn được chọn về liên đoàn 7 biệt động quân. Trước khi trình diện đơn vị chính thức, chúng tôi được sự vụ lệnh theo học khóa trường núi Sình Lầy ở Dục Mỹ, sau đó sẽ đi thực tập ở những đơn vị biệt động quân với 2 tuần lễ ở miền núi thuộc tỉnh Châu Đốc và 2 tuần lễ ở miền rừng thuộc quận Thanh An, tỉnh Pleiku. Từ giả thủ đô, chúng tôi bắt đầu trở lại quân trường với một khóa học mới đầy cam go. Vào khoảng tháng 8, 1973, tất cả 6 bạn đến trình diện lò luyện thép của Trung tâm Huấn luyện Dục Mỹ. Tuy khóa học chỉ có 42, nổi danh là Trung tâm Tàn phá Sắc Đẹp, nhưng tôi nghĩ chả lẽ nó lại khó hơn 8 tuần lễ huấn nhục của trường võ bị hay sao? Nghĩ thế nên lòng tự tin là sẽ khắc phục một cách dễ dàng. Trong những ngày chờ đợi để nhập khóa, trung tâm nhờ 6 anh em khóa 25 võ bị dạy cơ bản thao diễn cho tân binh. Nhờ dịp này, chúng tôi có cơ hội ôn tập lại những động tác thể dục cho cơ thể được dẻo dai để chuẩn bị cho khóa học. Mỗi buổi sáng, sau khi cán bộ bàn giao, chúng tôi dẫn tân binh chạy sáng trước sân trường với những bước chân rộn ràng, vang lên những bài hùng ca của binh chủng. Tuy dạy họ chỉ hơn một tuần, nhưng mỗi lần ra sân các tân binh rất hăng hái và rất thích anh em chúng tôi, vì họ được hấp thụ những động tác cơ bản quay nghi, phát xuất từ trường mẹ có 102 trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong những ngày ở đây, một kỷ niệm khó quên. Một người bạn khóa 25 đầy tình nghĩa, đó là khóa 25 biệt động quân Trần Hoàng Phước. Bạn đã dẫn năm khóa 25 biệt động quân chúng tôi đến nhà bạn ở Ninh Hòa, tiếp đãi như anh em ruột thịt, cả sáng và chiều trong những bữa cơm thật đầy đủ, rồi cả đến nhà bên vợ của bạn ngay ở chợ Dục Mỹ nữa. Sau khi mãn khóa học, mỗi đứa trình diện một nơi. Khi chiến trường miền Trung đang gia tăng cường độ, tôi nghe qua vài người bạn khóa 25 rằng đơn vị bạn Phước đã bị cả trung đoàn cổng quân tấn công ào ạt. Khi đang cố thủ ở một ngọn đồi, vì địch quá đông nên bạn đã hy sinh tại chiến trường. Khi nghe tin ấy, tôi rất đau lòng và gia đình khóa 25 biệt động quân cũng rất thương xót. Và đặc biệt đáng xót thương hơn nữa, khi biết bạn đã có vợ và một con. Không biết giờ này cuộc sống của họ ra sao, khi mà tất cả đã không còn gì nữa. Chỉ mong rằng ân trên che chở cho họ được bình an trong cuộc sống tại quê nhà, hoặc may mắn đến được bến bờ tự do. Đậu hơn một tuần khóa rừng núi Sình Lầy bắt đầu khai mở. Tôi còn nhớ khi đó chúng tôi theo học khóa 51 rừng núi Sình Lầy. Tất cả sĩ quan, hạ sĩ quan của binh chủng và bộ binh đều có tham dự. Tuy nhiên, tất cả các khóa sinh đều cởi bỏ cấp hiệu, thay vào đó bằng miếng vải đỏ hai vàng, miếng vải đỏ cho sĩ quan và vải vàng cho hạ sĩ quan,
và khi trình diễn phải xưng là biệt động quân số mấy mà thôi. Những ngày vất vả trôi qua, tôi thấy cơ thể mình mỗi ngày lại thêm rắn chắc, vì với ba lô trên người, súng cơ răng M1 cầm tay, di chuyển là chạy và chạy mà thôi. Và vui nhất là cảnh vừa chạy vừa lặp lại những lời hô của sĩ quan kỷ luật. Ta là cán bộ trường núi sinh lầy, quên ăn quên ngủ, không thích đi xe, chỉ thích chạy bộ, một cây, hai cây, ba cây. Cứ thế mà lặp đi lặp lại, rất là buồn cười. Sau ba tuần luyện tập về chiến thuật, ở những bảy tập, chúng tôi học tiếp tục ba tuần còn lại, mỗi tuần cho rừng, cho núi và cho sình lầy. Sau khi mãn khóa học, chúng tôi đến từ giả gia đình bản Phước và mỗi người về trình diễn đơn vị để đi thực tập. Vào khoảng tháng 11, 1973, chúng tôi và các chuẩn quý Thủ Đức mới ra trường đến trình diễn bộ chỉ huy liên đoàn 7 biệt động quân đóng tại núi Tượng, còn các tiểu đoàn thì đóng rải rác dài theo xã Ba Chúc thuộc quận Tịnh Biên, tỉnh Châu Đốc đến đồi 554. Lúc bấy giờ cộng quân đang núp trên đồi 181 nằm trên cao điểm gần chợ Ba Chúc và thỉnh thoảng bắn xạ xuống chợ này. Khi chúng tôi đến nơi thì nghe 12 ly 8 của Việt Cộng bắn xuống. Trung tá Huấn, liên đoàn trưởng liên đoàn 7 biệt động quân, nói với chúng tôi: các anh có dịp nghe tiếng súng của Việt Cộng một lần chót. Nhưng không phải vậy, vì lúc đó đã ký hiệp định Paris rồi, nên người quốc gia mình tưởng tụi Cộng sản nó tôn trọng mới nói vậy thôi. Đầu vài ngày sau, tôi được lệnh đi theo tiểu đoàn 85 và gặp người bạn cùng khóa Nguyễn Thành Tuấn, đại đội trưởng đại đội 3 của tiểu đoàn đóng ở đồi 554, nhìn qua để quan sát đồi 181. Vì nằm án ngữ để quan sát, ngăn chặn không cho Việt Cộng đến phá những vùng lân cận hoặc pháo kích về trung tâm huấn luyện Chi Lăng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng cũng bắn xạ xuống vùng đóng quân của liên đoàn. Sau hơn 2 tuần, tôi từ giả bạn Tuấn để ra Pleiku, thực tập tiếp 2 tuần lễ còn lại. Hai bạn bắt tay tạm biệt và hẹn ngày gặp lại. Vậy thành đô nghỉ ngơi trong vài ngày, chúng tôi được sự vụ lệnh để đến vùng 2 chiến thuật thực tập tiếp. Cả nhóm bay lên Pleiku, sau đó được đưa về quận Thanh An theo tiểu đoàn 11, liên đoàn 25 biệt động quân của thiếu tá Xuân. Tại đây, chúng tôi đi theo tiểu đoàn hành quân sâu trong những buôn người thượng. Có một đêm Việt Cộng lùa trâu về buôn, thì nghe tiếng mìn, lựu đạn nổ, tưởng rằng Việt Cộng tấn công vào đơn vị. Nào ngờ chúng lùa trâu đi trước để cho trâu vướng phải. Sáng ra mấy con trâu chết, Việt Cộng thật tàn nhẫn, chúng dùng trâu để đỡ đạn cho chúng. Thời gian thực tập trôi qua nhanh chóng, chúng tôi trở ra Pleiku, đáp máy bay về trình diện bộ chỉ huy biệt động quân ở trại đầu Bá Phước, ở đường Tô Hiến Thành, Sài Gòn. Rồi sau đó tôi và một người bạn đến trình diện liên đoàn 7 biệt động quân ở cổng số 9, thuộc căn cứ Long Bình, Biên Hòa, ngay tại ngã ba Tam Hiệp vào đầu năm 1974. Sau khi trình diễn, chúng tôi gặp lại các bạn khóa 25 lúc ở núi dài, gặp lại bạn Tuấn ở tiểu đoàn 85 và những bạn khác ở các tiểu đoàn khác của liên đoàn 7. Lúc bây giờ, liên đoàn trưởng là Trung tá Cao Văn Ủy. Tôi được chỉ định về tiểu đoàn 32 ở cùng với bạn Liễu Tông Trung. Còn tiểu đoàn 58 thì có Huỳnh Công Kỉnh và Nguyễn Thanh Liêm. Tiểu đoàn 85 thì có thêm Răng Rượu, Võ Hữu Danh và Lê Văn Em. Những ngày đơn vị chưa hành quân, Trung tá Cao Văn Ủy cho các tiểu đoàn tập dượt diễn hành với cơ bản thao diễn, tay nắm chặt, đánh thẳng về phía trước để giữ phong độ của người lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và mỗi sĩ quan phải có sổ tay riêng của mình để ghi những sinh hoạt hàng ngày và những điều cần thiết. Tôi nhớ có lần trình diễn trung tá nhưng không có mang theo sổ tay, nên bị trung tá khiển trách và tiểu đoàn trưởng cũng la tôi nữa. Lúc đó tôi rất buồn, nên lần sau rất cẩn thận. Vậy đơn vị được 2 tuần, liên đoàn cho tổ chức liên hoan để mừng các thiếu quý của khóa 25 lên trung quý thực thụ. Cả 8 khóa 25 biệt động quân chúng tôi được trung tá liên đoàn trưởng và sĩ quan cao cấp rửa lon
bằng những chai champagne và chúc mừng rất vui vẻ trong tình huynh đệ chi binh. Đáng lẽ, trở lon vào trung tuần tháng 12 năm 1973, khi khóa 25 vừa tròn thiếu úy một năm, nhưng vì bận đi hành quân nên phải trễ hơn một tháng mới tổ chức được. Đầu tháng 2, 1974, đơn vị bắt đầu hành quân. Lúc bấy giờ tôi là đại đội phó đại đội 3 tiểu đoàn 32 biệt động quân, còn Liễu Tông Trung làm tham mưu ban 3 tiểu đoàn. Vì lần đầu tiên mới ra đơn vị tác chiến, hơn nữa là lực lượng tổng trừ bị, nên tiểu đoàn trưởng đề nghị cho tôi làm đại đội phó một thời gian cho quen với chiến trường. Mặt trận cai lậy cái bè. Một buổi sáng của tháng 2, 1974, đoàn xe GMC chở liên đoàn băng qua xa lộ Đại Hàn hướng về vùng 4 chiến thuật và dừng lại tại vùng cai lậy cái bè thuộc tỉnh Tiền Giang, trên quốc lộ từ Sài Gòn về Bắc Mỹ Thuận. Tất cả các tiểu đoàn được bố trí theo lệnh hành quân. Lúc bấy giờ, nhiệm vụ của tôi là đại đội phó, đi kèm theo một trung đội trưởng là chuẩn úy Toản. Đại đội trưởng giao cho tôi là giúp trung đội của Toản hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi xuống xe ở chợ Cai Lậy, đại đội trưởng là đại úy Hà Công Lữ, khóa 23 Thủ Đức. Đại úy làm đại đội trưởng từ khi ra đơn vị đến giờ. Đại úy cho tất cả xuống xe và tuần tự di chuyển dọc theo con đường để vào sâu trong vùng Cai Lậy. Lúc đó tôi đi theo trung đội của Toản, nhưng những lệnh lạc tôi nhận từ đại đội trưởng để nói lại cho Toản và trung sĩ trung đội phó. Bắt đầu súng nổ lai rai, tôi biết rằng đã thật sự vào chiến trường và ra lệnh cho anh em là hãy quan sát cẩn thận. Tất cả các tiểu đoàn tiến vào mục tiêu theo đội hình hàng ngang. Tuy nhiên có trước có sau như cài răng lược. Còn từng tiểu đoàn di chuyển đội hình sau cho thích hợp để bảo vệ được bộ chỉ huy tiểu đoàn. Lúc bấy giờ, mỗi tiểu đoàn hành quân có bộ chỉ huy tiểu đoàn và 4 đại đội tác chiến. Mỗi đại đội có bộ chỉ huy đại đội và 3 trung đội tác chiến. Đại đội được lệnh chiếm lùm cây sát rạch Chà Là, con kênh đầu tiên vào mục tiêu. Trung đội tôi đi đầu nên tôi ra lệnh cho anh em phải tiến nhanh qua khoảng trống để chiếm lùm cây. Trong khi đó hai trung đội bố trí phía sau yểm trợ cùng với bộ chỉ huy đại đội. Song song với trục tiến quân, các tiểu đoàn bạn đang giao tranh với cộng quân ở mặt khác của bờ kinh, thì trung đội tôi đã chiếm được và nằm yên ở bờ kinh bố trí chờ địch. Bất thình lình, hai tên Việt Cộng xuất hiện từ bờ kinh đi ra lùm cây. Chúng không biết trung đội tôi đang nằm phục kích chờ sẵn. Vừa thấy chúng tôi nên tháo chạy. Ngay lúc đó, anh lính biệt động quân mang M79 bắt gặp, liền giật súng M16 của bạn mình và bắn được một tên ngã xuống hầm nước, còn tên kia tháo chạy. Tôi báo cáo lên tiểu đoàn là đã bắn được một tên địch. Tiểu đoàn trưởng gọi lại hỏi là còn sống hay đã chết. Tôi trả lời chưa biết để xem sao. Ông nói, nếu bắt sống được nó thì tao thưởng 5.000 đồng với một tuần lễ phép. Sau đó tôi cho vài người lên lục soát và khiêng tên địch ra để giao về cho tiểu đoàn trưởng. Nhưng dọc đường nó đã tắt thở. Đó là lần đầu tiên tôi đụng độ với địch. Tôi lại Việt Cộng tìm cách trả thù, bò lại gần trung đội và bắn B-40 vào vị trí phòng thủ. Nhưng không một ai bị thương. Tôi gọi tiểu đoàn cho bắn hỏa châu soi sáng. Đồng thời gọi pháo binh bắn phụ qua sát đầu và mọi người phải nằm xuống hố cá nhân. Đạn pháo nổ rền vang, mảnh bay vèo vèo. Cả chục tràng vừa chấm dứt, tôi ra lệnh cho anh em bắt đầu canh gác cẩn thận và thực hiện một đêm không ngủ chờ địch. Cứ 2 giờ là đổi phiên một lần và không một ai là không canh gác, kể cả tôi và trung đội trưởng nữa. Thật là một đêm hồi hộp và nguy hiểm phải đề phòng. Nhờ những quả pháo binh bắn sát về phía trước hướng hành quân nên sáng hôm sau trung đội được an toàn. Trong lúc đó các đơn vị bạn cũng đã vượt qua được rạch Chà Là. Nhiệm vụ kế tiếp là tiến vào kinh 12. Muốn đến kinh này các tiểu đoàn phải di chuyển từ từ và yểm trợ nhau vì là một cánh đồng trống nhưng có những lùm cây rải rác và có nơi ẩn nấp che giấu. Những nơi nào nghi ngờ có địch thì đại đội dùng súng cối 60 ly tác xạ vào.
Nếu cần yêu cầu cối 81 ly của tiểu đoàn và muốn tàn phá mục tiêu quan trọng khi thấy địch xuất hiện, thì gọi pháo binh dập nhiều tràng. Nhiều khi cần phải dùng đầu đạn nổ chụp khi thấy địch chạy tán loạn hay đầu đạn chậm nổ chậm để phá vỡ những công sự phòng thủ hoặc những chốt của địch. Độ 2 ngày sau, các tiểu đoàn của Liên đoàn 7 biệt động quân đều chiếm được một bờ kênh của kênh 12. Nhiệm vụ kế tiếp là cho từng toán sang bờ bên kia để lục soát rồi rút về phòng thủ bên này. Đại đội trưởng giao nhiệm vụ cho tôi dẫn trung đội qua bờ bên kia lục soát, thì thấy ở vài ngôi nhà lá vách đắp đất, toàn là đàn bà và con nít, còn đàn ông không thấy một ai, và rải rác ở những bờ chuối, bụi cây. Những trái lựu đạn nổi hóa nằm ngổn ngang. Xong nhiệm vụ, tôi cho trung đội rút về để nghỉ ngơi và chờ nhiệm vụ mới. Đêm đến, cộng quân dùng loa phóng thanh để kêu gọi. Bây giờ tôi còn nhớ mang máng như sau. Tất cả liên đoàn 7 biệt động quân, các anh đừng nghe theo chính phủ Sài Gòn. Các anh hãy về với nhân dân sẽ tha tội các anh. Chúng lặp đi lặp lại nhiều lần và vừa dứt loa phóng thanh, chúng bắn ào ạt vào hướng đóng quân của ta, nên chúng tôi phải nhảy xuống hố phòng thủ. Và vài phút sau, pháo binh của ta ào ạt dập tới làm bọn chúng phải im miệng. Trong lúc đó, tôi nghe ở mặt khác, tiểu đoàn 58 biệt động quân cũng đã đụng độ ác liệt với cộng quân và có sắp lá cà nữa. Sau hơn một tuần lễ hành quân ở vùng Cai Lậy, liên đoàn di chuyển theo kênh 12 để ra ngoài Vàm và chuyển sang quận Cái Bè. Vùng đất này có lẽ cao hơn Cai Lậy, nên có rất nhiều vườn xoài cát, cây trái xum xuê. Nhiều khi đứng có thể cắn trái xoài ăn được, có cả vườn dừa nữa, và dân ở rải rác đông hơn ở Cai Lậy. Mới vào vùng địch thì được chào đón bằng súng cối 61 hoặc 82 ly của Việt Cộng. Các đơn vị vẫn tiến quân, nhưng vẫn quan sát hướng phát ra tiếng súng. Quân ta càng tiến sâu, tiếng súng càng thưa dần. Chắc có lẽ một vài tên du kích lẻ tẻ quấy rối. Sau khi đã tiến sâu vào mục tiêu nhưng không gặp sự kháng cự mạnh mẽ nào của địch, tất cả các đơn vị được lệnh dừng quân và đào hố phòng thủ qua đêm. Hôm sau, các đại đội của từng tiểu đoàn được tung ra hành quân xa nơi vị trí đóng quân của mình độ 500 mét để lục soát và nghe ngóng địch. Tôi và hai đệ tử cận vệ đi vào một căn nhà của dân, thì gặp một chị và đứa con nhỏ của chị. Tôi hỏi chị, sao chồng chị không có ở nhà? Chị trả lời, ảnh đi làm ăn xa. Không nói gì, tôi gật đầu chào chị và bước ra, nhưng trong lòng cũng nghi ngờ. Biết đâu chồng chị đang ẩn nấp ở đâu gần đây. Hơn nữa mình đâu phải là cơ quan tình báo điều tra lý lịch, mà nhiệm vụ chỉ tìm địch và giết địch nếu mình phát hiện quả tang. Bước ra khỏi nhà chị, chúng tôi mò xuống những ao hồ xung quanh, thấy nhiều nồi niêu son chảo của Việt Cộng nằm rải rác trong những bịch ni lông hoặc vùi dưới sình, có cả gạo và nước ngọt, bia nữa. Mấy đệ tử nói, rượu bia uống ngon quá trung quý. Thế vậy tôi cũng nói, coi chừng tụi nó thuốc mình à. Nhưng sự thật còn ga đàng hoàng và gạo cũng còn nguyên si nữa. Chắc có lẽ vì sự tiến quân ào ạt của bên ta nên Việt Cộng mang đi không kịp. Hoặc biết đâu đây là lương thực dự trữ của chúng, để khi đến vùng nào là chúng có sẵn để sử dụng. Đóng quân được vài ngày, tiểu đoàn di chuyển đi vùng khác. Khi đi qua những vườn xoài cát quàng trái, mấy anh em bẻ vài trái để ăn. Tôi không nói gì cả, chỉ la họ khi nào họ bẻ nhiều cả ba lô hoặc rung cho rụng rồi bỏ đó. Mấy người lính của tôi coi vậy cũng được lắm, vì họ rất nghe lời cấp chỉ huy và quý của đồng bào lắm. Tôi thường nói với họ là người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta phải biết thương dân. Chúng ta phải chứng tỏ cho dân biết là chúng ta chiến đấu tự vệ để bảo vệ miền Nam tự do, trong đó có sinh mạng và tài sản của họ. Hơn một tuần hành quân ở quận Cái Bè, liên đoàn được lệnh xuống tỉnh Chương Thiện để tăng cường đơn vị bạn. Nhưng giờ phút chốt sau khi di chuyển ra quốc lộ 1 thì được lệnh mới, liên đoàn trở về hậu cứ để dưỡng quân. Sau gần một tháng hành quân ở vùng Cai Lậy Cái Bè,
Liên đoàn 7 biệt động quân trở về hậu cứ để nghỉ ngơi. Dạo này tôi có dịp đến thăm chỗ ở của hai niên trưởng khóa 23 là Trần Ngọc Vũ và Nguyễn Phước Hùng. Hai niên trưởng đang phục vụ tại phi trường Biên Hòa. Niên trưởng Vũ lái F5, niên trưởng Hùng làm ở không phi hành. Có lần niên trưởng Vũ tâm sự với tôi. Có một hôm niên trưởng thoát nạn vì đồng hồ tốc độ của F5 bị trục trặc. Hôm ấy đang cất cánh để đi oanh tạc, bom mang đầy trên hai cánh của chiếc F5. Chiếc phi cơ đang chạy ở tốc độ rất nhanh thật sự, nhưng đồng hồ tốc độ chỉ ở mức độ thấp, mà đường bay thì gần hết, nên niên trưởng thắng lại. Nào ngờ chiếc F5 muốn quay mấy vòng, nên niên trưởng nhanh trí và cho phóng luôn theo đường bay và phi cơ rời mặt đất. Nếu chậm trễ trong tích tắc thì rất nguy hiểm, vì phi cơ sẽ mất thăng bằng và chạm vào mặt đất rồi bom sẽ nổ, thật là hú hồn. Ngoài ra, niên trưởng Vũ còn chỉ thêm khi nào các anh muốn gọi phi cơ oanh tạc mục tiêu cho chính xác, nên căn cứ vào bản đồ có sẵn những dòng sông, thì nói khoảng cách muốn oanh tạc bằng mấy lần bày ngang con sông trên bản đồ, đó là một cách chỉ dẫn quý báu. Vào những thứ bảy hay chủ nhật, hai niên trưởng còn rủ các anh em võ bị khác khóa đến họp mặt vui vẻ tại các quán nhậu và tâm tình suốt cả ngày. Đàn anh, đàn em chở nhau đầy trên xe jeep đủ mọi binh chủng, đủ mọi cấp bậc, biệt động quân, thiết giáp, không quân. Vào mỗi tối thứ bảy, thỉnh thoảng anh em chở đến hố nai, đi từ đường ngoài xuống đồn quân cảnh do niên trưởng khóa 24 làm trưởng đồn. Đồn này thường giam những tù binh cộng sản và thường tổ chức những đêm văn nghệ để chúng thấy được nếp sống sinh hoạt của miền Nam tự do với những bản tình ca dân tộc rất tự nhiên. Có một lần hỏi chúng thấy thế nào, chúng nói hay lắm. Tuy nói thế nhưng vẫn biết đầu óc chúng vẫn tôn thờ Bác, một chủ nghĩa ngoại lai vong bản đã được nhồi sọ hoặc bị sự ám ảnh sợ sệt trả thù bằng những hình phạt dã man khi phải từ bỏ chủ nhân ông của chúng. Sau hơn hai tuần lễ lả lướt ở hậu phương, những người lính biệt động quân của liên đoàn 7 giờ đây phải rời hậu cứ. Họ chuẩn bị ba lô và thẳng ra trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp để hấp lại ba tuần trước khi ra mặt trận mới. Những ngày ở quân trường tuy cực nhọc và mệt mỏi, nhưng tất cả đều cố gắng. Vì người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn quan niệm thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bất đổ máu. Ngoài những giờ học tập mệt mỏi ở bãi tập, người lính biệt động quân cũng có những giây phút thoải mái bay bướm. Họ thường dạo phố trong những ngày cuối tuần hoặc những buổi chiều sau giờ học. Họ được người quen đến thăm hoặc đi thăm người quen. Tôi nhớ có lần đang đi dạo phố ngoài tỉnh lỵ Phước Tuy, mấy đứa đàn em kêu gọi tôi vào nhà một người bạn của chúng đã giới thiệu cô em gái của người bạn. Tôi e ngại bước vào, nhưng không kịp bị nàng từ trong bước ra và ngỏ ý mời tôi vào chơi. Trong dáng nàng nhỏ, xinh xinh và dễ thương, nên mới lần đầu nói chuyện với nàng là tôi có cảm tình ngay. Hỏi ra mới biết nàng đang làm thư ký tại tòa hành chánh tỉnh. Trò chuyện với nàng độ khoảng hơn một giờ, tôi chào tạm biệt. Nàng nói lời cảm ơn và hân hạnh được quen với tôi và trước khi bước ra khỏi cửa, nàng nhắn gửi một câu rất chân tình. Khi nào rỗi rảnh, Trung Quý ghé nhà em chơi. Tôi gật đầu. Dần khi nào rảnh tôi sẽ đến viếng cô, chỉ sợ làm phiền cô thôi. Những ngày học tập rồi cũng qua mau, những lần ghé thăm người em gái mới quen rồi cũng phải xa. Tuy nhiên vẫn có một cái gì nhung nhớ. Rồi đây, trên những bước quân hành, người lính biệt động quân vẫn có một niềm hy vọng để gặp lại nàng trong những ngày phép. Để tay trong tay, tha thước bên nhau, tô điểm cho phố phường thêm tươi đẹp. Và rồi đây, trên những bước quân hành, người lính biệt động quân sẽ nhận được những dòng thư trìu mến, những nhớ nhung chờ đợi, viết từ em gái hậu phương và từ tiền tuyến bay về những cánh thư kể cho người em gái nghe, những nhung nhớ, những lần chạm địch, những lần đánh tan quân thù để đem lại thanh bình cho một thôn xóm, cho một khu làng nào đó ở miền Nam tự do.
Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.